Ở chung cư nhìn như nhà phố. duplex gọi là căn duplex. Duplex là căn có một trệt một lầu, một Nhìn lửng. Căn A là căn có một nhìn chỗ này im quá. Trung tâm nữa, trung tâm quận 7 luôn, đây trung tâm quận 7 vậy nè, phố ngân hàng đâu. Rồi trường đại học nằm trên đây. đó. Bây giờ ba cái nồi anh bưng ra hết cho trống trải sẽ. Đúng rồi, phải kiếm mấy nơi chứ. Mấy là cô cũ này. Alo, bác nè. Cái này mà trang bị luôn cái gọi đó luôn rồi. Thì mà bên mình giỡn thôi, bên 17 mình giỡn. Không có. Không có cái gọi á, cái gọi khỏe. Đúng rồi, gọi mình vô khỏe. Nó vẫn còn hoạt động. Nói alo liếc thằng này nhưng mà vô cái thang thì không có cái thể gì. À. Mấy cái mới cái ăn gia giờ là vô hang là thêm cái nữa. Đúng rồi. Thêm cái gọi nữa, gọi cái đó mới lên nhà đi. Ăn gia đối diện mình đó, đi chợ đó. Nó trước khi xưa nha, cách đây 2 tháng rồi, gửi xe không tốt tiền luôn. À vậy hả? Giờ nó mới tiện á, nó mới ok vậy. Ừ. Phải vậy. Đó, người ta biết người ta vô thay luôn dòng nước nó không có đi được. Bây giờ thay bằng cọc cứng. Còn kia hợp lý. Vào gian bên rồi đó. Bộ máy này quá im. Có thể rửa tay một chút không? Có giọt nước nè. Dạ. Rửa tay. Rồi ra đó xúc keo trên kìa.
Rồi ngon rồi. Rửa tay gì đó rồi em rồi người rửa ra ngoài này rửa. Cái là cũng cửa nó đừng có giọt nữa. Ê, đừng có gì đó. À, đừng có nhiễu. Đẹp luôn. Nãy chụp ở dưới trong lòng nó đang dơ giấy chứ. À, lát làm xong chụp lại. Có, đúng. Có. Ồ, sao kêu bằng thế? À. Em tắt nghèo nhanh chứ. Hết keo ra. Nóng cưa cho nó bằng với nó làm gì bể bể nham nham mày thì tốt. Cắt luôn. Mình vẫn xài nó cũng được nhưng mà mình ở cho nó đàng hoàng gì đâu mà. Có cái cửa sắt không cắt bằng đó hả? Đó là ông dẻo hay mình. Cưa có cưa. Cứ sắt để vô mặt cho bằng phẳng á. Cái bên trong này nó chống cho anh cái phần tắm cho bà. Rồi bà đâu á. Rồi. Rồi. Ráp vô cái chụp tắm. Ừ. Chai. Đúng rồi, kiểu này chạy về mèo. Kiểu mới mà. Kiểu mới. Ừ. Đời mới 2024. Ừ, đúng rồi.
này là mới bây giờ nó làm kiểu vậy hả? Đúng rồi. Nó bán sẵn luôn rồi cứ về cứ thế là chơi. Đúng rồi. Giờ còn mà giữa hồi xưa nó đâu có làm sẵn vậy, mình tự dịch cưa ra. Đúng rồi. Đó nó không có, nó không ok, nó không khó khăn lắm. Giờ nó làm sẵn. Cái lao thì mình cho chưa nha. Bảo là tách hát chứ. Tiêm gọn, chạy phà phà. Chạy dưới anh. Chạy dưới ngủ. Nước ra. Đó, đầy bột luôn. Test luôn. Dễ luôn. Ừ. Chờ bác xem. Phá tàn qua đây. Nó có cái tàn nữa. Có không? Có không? Bị dương. À thử. Nó đang test á, nước đầy bột luôn. Dỡ lên một khóa. Như cái âm. Ông bự đàng hoàng xịn. Ngon ha. Cái vậy chứ. Vậy chứ gì đâu mà rồi rồi. Đó cũng hết nữa, còn nữa. Sao nó keo rồi vậy? Còn nó keo đây ăn rồi vậy? Rồi rửa tép hôm nay rồi xả nước phà phà ra. Rửa mạnh lắm. Mạnh nhất chưa? Rồi mình phải phê rồi. Ủa? Phê liền. Tất tiền anh không đi tí. Dạ dạ. Em trai. Ừ, bắn ngon phải không? À, bắn silicon ngon nè, kính mít. Tại còn ở trong nó dơ vậy là cho nó đổ cái thông nó phụ. Nó cái cũ. Anh chơi lúc nào giờ nhiều viên bút hết cả cái. Ừ. Phê nó. Bữa đi Sóc Trăng mua không ngon. À. Rồi. Đẹp rồi. Ok, chào hẹn gặp lại mọi người video sau. Nhớ like đăng ký hãy tiền ủng hộ Chí Thị Tiền Dừa và Sự Tiên. Bye bye.